Xin chào cả nhà thân yêu. Đức Hoàn này đang lột cho em con đẩy cái ba kênh này của anh khách ở quê hương Sư Tử Hà Đông, áo lụa Hà Đông. Nói chung là quê hương áo lụa thì cũng sinh ra nhiều sư tử. Mà không phải, mà áo lụa thì dành cho sư tử mặc là hợp các bạn ạ. Nhà mình đây thôi, mỗi lần mà sư tử cứ mặc áo lụa vào thì thôi rồi, đến mình còn dựng hết cả tóc gáy. Đấy, bên trong em này đây, đẩy nó như vậy các bạn ơi, bụi bặm nhá. Đấy, cái nắp xuyến đó, sò đây, đôi 4, 6, 2, 6, 12, một bên 12 sò, con này 24 sò các bạn ạ. Đó, hai quạt công nghiệp bám đầy bụi. Tụ thì đôi 4, 6, 7, 8 con. Đấy, có 7 em mới đứng thẳng hàng, một em đứng lệch ra khỏi hàng đây. Cầu chì thì là 80 cầu chì xếp thành hai hạng. Ở dơ le 3 đường ra loa. Đấy, nhốt nắn cầu em bé xinh xinh này. Này phần chiết áp này. Đấy, bụi bẩn nhiều. Đấy các bạn ơi, đây nó như thế này thì thấy được là cái tầm quan trọng của cái vệ sinh sạch sẽ, nó quan trọng lắm. Đấy, đúng không? Nhiều khi càng đẹp thì lại càng phải sạch các bạn nhờ, nó mới thơm tho được. Đấy, ngay như cái quạt nó bám đầy bụi này là nó quạt nó không thể hiệu quả được. Giống như ở nhà mình ấy, mình mà có những cái quạt xịn ấy các bạn ạ, cũng phải thường xuyên, lâu lâu một vài tháng nó phải tháo ra đánh sạch quạt cái cánh trước đi, sạch sẽ thì hiệu quả với gió nó mới tốt được. Đó, mà nó đem lại kinh tế cho mình thì nó đỡ tốn điện hơn. Đó, nó mát hơn, mà nó mát hơn thì mình không phải bật số to. Đấy, ăn ít điện, đấy là rất có lợi, mà lại không bị ăn bụi nữa các bạn ạ. Đó, thôi không rông dài với các bạn nữa, các bạn ơi, mình sẽ tháo cái này mang đi xịt cái đã, thì sạch sẽ mới sửa. Đây các bạn ơi, sau khi lột em ra xong bắt đầu vật nhau với em một lúc thì đấy, em đã trở nên lột xác hoàn toàn. Đó, các bạn nhìn thấy có đáng yêu không? Đấy, nhìn nó đã mát mắt luôn. Như thế này bước vào sửa chữa nó mới yên tâm được các bạn ạ. Đó, đấy, đường trước đường sau em thấy là bụi bặm đã được sạch rồi, yên tâm rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành khám xét xem là tình hình bệnh tật em ra sao. Cái này là hai đường hai cái cổng ra này các bạn ạ. Đấy,
hai cái kênh 1 kênh 2 này là ok. Đó, nhưng mà đang bị chết cái kênh bát này. Con này còn 3 kênh mà, đẩy 3 kênh các bạn ạ. Đó. Thì chính là đây. Đã chết cái đường ao ra của bát này không ra này. Đây. Có 3 cổng vào này. 1 2 này và cổng bát. Đó. Thì cổng bát của nó sẽ đi vào cái dây này các bạn này. Đấy. Đây là tín hiệu vào này. Sau đó nó sẽ đi vào cái này đây. Đấy, vào cái dây này. Ở đây. Đấy, sau nó vào một con IC khuếch đại đầu vào đây. Nếu nó mới ra công suất, bây giờ mình sẽ tháo cái công suất ra rồi mình kiểm tra. Đấy. Nó đang không ra cái kênh này. Thời tiết Hà Nội hôm nay mưa ẩm quá các bạn ạ. Đó. Trời rất âm u. Này có vẻ hợp với rượu thịt chó đấy các bạn. Làm cho cân thịt chó với lít rượu nốt chuối quê vào nữa thì về sửa âm ly là bay bay luôn đấy. Vật nhau với âm ly là chỉ có thắng thôi. Đây các bạn ơi, đây mình đã nhấc cái vỉ của con đẩy ra rồi đây. Thì nó cái cổng này nó vào đây, cổng cổng của cái đường bát ấy, nó vào đây này. Đó. Xong nó vào qua con IC này. Đấy, qua IC này thì là khuếch đại đầu vào, xử lý đầu vào xong nó sẽ mới ra phần tiền khuếch đại vào công suất. Đó. Bây giờ mình kiểm tra xong xem cái số linh kiện này. Đấy, có em nào chết mà lại không thấy khóc lóc gì cả. Đấy, làm em đẩy này là bị trong cái vỉ đây là phải lại phải nhớ cái đốc ra các bạn. Đấy, nhớ cái một loạt này ra thì mới xử lý vấn đề được. Cái này hai kênh chính vẫn hoạt động bình thường các bạn ạ, mà cái kênh mà cho đường bát đường cúc này vẫn đóng le nhưng mà không kêu. Đó, thì khả năng sò là không chết rồi. Thì vẫn đóng le như này thì khả năng sò chết là rất thấp. Đấy. Vấn đề còn lại là chỉ có con IC đấy các bạn. Mới có IC mới đi chở mới đi ốt đầu vào đấy thôi. Đó, khả năng rất cao. Đó. Đây các bạn ơi, tháo hết ốc ra rồi thì nó ra như này đây. Đó, nhấc cái vỉ tỏa nhiệt ra mà mình thổi như thế mà trong này nó vẫn đây, trong gầm này nó vẫn bụi rồi. Đấy, bây giờ lại phải vệ sinh nốt sạch sẽ cái này đi đã. Đó, xong mới kiểm tra được. Từ trong ra ngoài các bạn ạ. Đây các bạn ơi, cái đầu vào của nó đây. Đó. Đầu vào nó là vào cái rắc này từ đường bát vào đây. Đó, input vào đây này. Đó. Sau nó sẽ ăn mạch vào đây này. Đấy. Từ đây nó sẽ đi qua hai cái mạch vào là lọc này. Đấy, trở vào tụ đây, sẽ đi vào hai chân này đây. Đó. Thì mình kiểm tra là cái đường ra của con IC này đã ok rồi, từ đường ra con này đi xuống cái phần dưới đã rất ok rồi. Đấy, đúng như mình phán đoán thì là vẫn đóng le thì thường là công suất chết là rất thấp các bạn ạ. Đó. Bởi vậy là mình đã đo, mình không phải quay cái đoạn mình đo nữa các bạn ạ, nhưng mà mình đo là kiểm tra là đang chết con này rồi. Đó. Con 5532 này các bạn ơi. Đây con IC 5532 này các bạn này. Đấy, từ cái rắc đầu vào nó vào qua con này. Đó. Qua con này nó xử lý tiếp đây, qua hai cần trở này và mạch lọc này. Sau đó vào con IC này.
5532 đó. Xử lý xong thì nó sẽ qua một con IC nữa thì nó sẽ đi xuống dưới. Thì con này này, con này đang bị chết các bạn ạ. Đầu ra nó đã thông rồi. Đầu ra là xuống phần dưới công suất là thông rồi, nhưng đầu vào từ đây thôi. Thực ra là nhìn nó huyền bí nhưng mà con này cũng tháo ra nó cũng dễ xử lý các bạn ạ. Đó. Thì nó chỉ còn đầu vào đây, vào IC này thôi. Điện áp có rồi, ok rồi. Và bây giờ sẽ thay IC thôi các bạn ạ. Hút ra thay thôi. Đấy các bạn ạ, loay hoay đi tìm con IC này, có 5532 này, tưởng là dễ nhưng mà cũng mà tìm vài nơi mà may quá đến một chỗ này, tìm một hồi thì chị gái xinh tươi bảo là còn đúng hai con em ạ. Ôi thế là múc tất luôn cả hai con các bạn ạ. Xong bắt đầu cẩn thận phải cho vào cái ví này cho nó chắc ăn. Đó, bây giờ mình sẽ tiến hành thay con này vào. Đấy, sau một hồi đo đạc phân tích rồi là nhấc mạch khoanh vùng các bạn ạ. Đấy, thì đã khoanh vùng ra là con IC này rồi. Giống như có bạn mình đăng lên YouTube kia thì bạn bảo là khoanh vùng chuẩn là chỉ việc húp đấy. Đấy, bây giờ khoanh vùng chuẩn rồi, không húp được thì đưa súng vào bắn vậy. Đấy, súng này đúng là như kiểu là súng súng kíp ấy các bạn ạ, một dân tộc ấy, bắn một phát xong lại phải lên đạn, thế là khổ ấy, không bắn liên thanh được. Mạch này bắn bằng cái súng này cho chuẩn các bạn ạ, chứ dùng dây hút là nó dễ bong mạch lắm. Dây thì cái mạch xịt sò hơn một chút thôi. À, sau một hồi súng nổ bom bốp thì em nói được nhất rồi. Đã xong một viên. Con này làm yêu phết các bạn ạ. Đó, 5532 này còn đi cả dưới gầm IC luôn này. Đó, 5532 luôn. Nên là yên tâm, không bao giờ sợ bị nhầm các bạn. Đấy, nên là khoanh vùng đúng là chỉ việc hút thôi. Cái mạch này làm hút chân IC là tương đối nhẹ nhàng các bạn ạ, không là nó sẽ dễ bị lột mạch. Đó, nhẹ nhàng êm ái thôi, nhẹ nhàng để xe hàng thôi được việc. Có nhiều cái là cứ rất nhẹ nhàng đẩy xe hàng được việc các bạn ạ. Đây, mình nhấc cái đầu vào đây này. Đấy, vừa đang nói chuyện này các bạn ạ. Câu chuyện về đôi khi cứ nhẹ nhàng được việc đấy thì lại có khách vào, nhẹ nhàng mà đẩy xe hàng thôi các bạn ạ, chứ các anh cứ đừng có cạnh cơ bắp là đôi khi là hỏng hết việc đấy. Nhiều khi mấy em ly yểu điệu thục nữ này cứ phải nhẹ nhàng thôi, ve vuốt đó thì các em mới kêu được.
ok rồi đấy. Đó, bây giờ là chỉ lắp vào thử thôi các bạn. Tối rồi các bạn ơi. Đấy. Hình như lại có một kiện hàng đang phải chuyển ở tỉnh ra đây. Hình như cái này trong thành phố Hồ Chí Minh thì phải. Đó. Đang định thử tiếng con đẩy cho các bạn thì đấy, có hàng chuyển đến đâu. Đấy, lại hàng này ở thành phố Hồ Chí Minh chuyển ra đây. Tư điện. Vừa nhận một cái bưu kiện này từ bưu cục là bên bưu điện là của anh ở Phú Yên. Phú Yên, Nha Trang, biển xanh cát trắng các bạn ạ. Đó, bây giờ đây đang thay xe vào mới rồi. Mạch đánh sạch đẹp rồi. Đó, bây giờ đấu vào rồi. Đấu đường bát vào đây. Mình đang đấy đấu đúng một đường dây loa vào cái đường này thôi. Và cái đường súp ra thôi. Tức là cái kênh đánh súp thôi. Đấy, tỏa nhiệt đang tháo ra rồi. Mà đang đánh tạm mấy con loa bâu này các bạn ạ, thì nó sẽ chỉ ra, nó ra, nó chưa có tiếng, nó sẽ ra lời bình thường thôi, bởi vì là cái này phải, nó phải cắt súp từ trên cụ vang nữa cơ. Bây giờ mình cứ thử cho chạy nhanh thôi, xong đầu mình lắp vào chứ không là chưa bắt tỏa nhiệt, nó hỏng mất. Rồi. Ngon rồi các bạn ơi. Đấy. Cái này nó chạy bình thường rồi. Đấy, ngon lành rồi. Các bạn ơi, tắt vội thôi mình. Đấy, tỏa nhiệt chưa bắt là chạy nóng nó sẽ chết mất. Rất là ngon lành rồi. Ôi, thì ngày hôm nay cũng nhiều việc linh tinh vậy. À, đây này có một anh khách anh đến đặt cái xe đến ô tô đến đây lấy đồ đấy rồi. Ôi. Tầm này tạm nghỉ đó các bạn ơi. Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ, hạnh phúc, đoàn tụ ăn cơm bữa tối với gia đình thật là vui vẻ, hạnh phúc. Cuộc sống sau một ngày bận rộn vất vả làm việc, các bạn nên tranh thủ bớt chút thời gian tất cả công việc dừng lại và về ăn cơm với gia đình các bạn ạ. Thỉnh thoảng chúng ta có tạt té vào hàng bia thịt chó tí thôi, không sao cả. Nhưng mà thỉnh thoảng ta đừng có thường xuyên quá nhé. Xin chào và hẹn lại các bạn ở video sau. Xin chào.